Sáng nay 7 tháng 5, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cùng thi tỉnh Lâm Đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt cùng các sở ban ngành liên quan. Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2 trong 1, nghĩa là chung một đề thi lấy kết quả dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Theo chỉ định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Lâm Đồng chia thành 2 cụm thi. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cụm thi cho gần 2.500 học sinh, chỉ có nhu cầu thi để xét tốt nghiệp tại 11 hội đồng với 107 phòng thi. Còn đối với Trường Đại học Đà Lạt sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cho 18.627 thí sinh, trong đó có trên 4.800 thí sinh của tỉnh Ninh Thuận dự thi để vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Các phương án thi đều được Trường Đại học Đà Lạt và Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đề ra chi tiết. Tuy rằng việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học những năm trước tại Lâm Đồng diễn ra rất chu đáo, nhưng do năm nay có nhiều nét mới, số lượng thí sinh và người nhà thí sinh đến thành phố Đà Lạt tăng cao. Vì thế các đơn vị liên quan như điện lực, y tế, công an, nhà máy nước, tỉnh đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng quan tâm và thảo luận nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào việc phân luồng giao thông, trật tự an ninh quanh khu vực thi, an toàn vệ sinh thực phẩm, chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ chỗ ở miễn phí dành cho thí sinh diện chính sách con em dân tộc thiểu số và chỗ ở giá rẻ cho thí sinh khi đến Đà Lạt. Đại học Đà Lạt thì khó khăn là cái tổng số cán bộ cơ hữu nó không nhiều, của chúng tôi không nhiều, và như vậy thì phải sử dụng sinh viên năm thứ tư như các năm và sẽ mời thêm cán bộ coi thi của tỉnh Lâm Đồng là chính. Phần chấm thi thì các cái môn chấm thi như là toán, văn, địa lý là chúng tôi phải mời giáo viên phổ thông Lâm Đồng và thậm chí có thể cả Ninh Thuận. Rõ ràng Đại học Đà Lạt là thiếu xe để vận chuyển đề và thu bài. Thì đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng nói rằng là sẽ đề xuất và để tỉnh có cái hỗ trợ. Trường mong muốn cán bộ và nhân dân cũng như lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo của ban ngành là ý thức về kỳ thi 2 trong 1 này khác về trước đây. Và như vậy là chúng ta cũng làm. Nó khác về trước đây là tỉnh giúp trường. Năm nay thì tỉnh giúp tỉnh. Như vậy tỉnh lo cho con em của mình và phụ huynh cũng hiểu tinh thần như thế. Thì ngoài ra tôi cũng có muốn nói thêm, tức là bản thân phụ huynh và các em cũng có một cái điều cũng cần phải quán triệt. Đấy là khi ta thi, hôm nay ta thi môn toán ở phòng này, nhưng ngày mai ta có thể thi môn khác ở phòng khác. Thậm chí nếu chương trình phần mềm của bộ mà không đáp ứng được thì có khi là có môn ta phải sang cái trung tâm khác, sang cái điểm thi bên cạnh. Sắp tới thì sở cũng sẽ tổ chức một cái thi thử theo cái hướng, theo một cái đề thi của bộ, cái cơ cấu để các em làm quen. Để trên cơ sở đó cũng chỉ đạo các trường cũng là sẽ ra cái đề thi thử để học sinh là lương thì mình theo cái hướng đề thi của bộ. Sở giáo dục thì là hỗ trợ trên vấn đề là các cơ sở vật chất mà đặt tại các cái trường học. Vì là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi 2 trong 1 với số lượng thí sinh đông như vậy, nên vấn đề đặt ra ở đây đó chính là sự phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo. Đối với trường Đại học Đà Lạt ấy, là chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các trường cao đẳng, đại học và các trường trung học trên cơ sở địa bàn để khảo sát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ đội ngũ, coi thi, chấm thi, là tổ chức tập huấn cán bộ coi thi, phục vụ thi. Còn đối với Sở Giáo dục thì tôi đề nghị là trên cơ sở cái quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tham mưu cho Ủy ban Nhân tỉnh phương án tổ chức cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Trong này thì tôi đề nghị là lưu ý đến những địa điểm thi làm sao và đảm bảo thuận lợi cho các thí sinh dự thi và chủ động chuẩn bị triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cho cán bộ tham gia công tác coi thi, chấm thi. Trên cơ sở này thì văn phòng ủy ban sẽ có một cái văn bản để giao cụ thể cho các ngành, các sở và cũng như các đồng chí thành viên đã tham gia cái ban chỉ đạo hôm nay. Trên cơ sở đó thì
sẽ có một cái kế hoạch, có một quyết định phân công cho các thành viên trong ban chỉ đạo, và từ đó thì các ban trong các đồng chí trong ban chỉ đạo là trên cơ sở cái quyết định phân công cũng như cái văn bản mà chỉ đạo của ban dân tỉnh ấy, thì các đồng chí chủ động xây dựng cái kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện. Và đặc biệt nữa thì tôi cũng xin nói đồng chí là trong ban chỉ đạo này thì chúng ta nên có thường xuyên phối hợp với nhau trong tổ chức thực hiện. Nếu mà có những vấn đề gì mà nó còn chưa thực hiện được hoặc có khó khăn trong quá trình thực hiện thì các đồng chí có phản ánh và có văn bản về ngay ban chỉ đạo để có hướng xin ý kiến để mà chỉ đạo giải quyết kịp thời. Từ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, hy vọng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 ở Lâm Đồng sẽ diễn ra trong an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và đem lại nhiều thuận lợi cho thí sinh cũng như phụ huynh khi đến với thành phố Đà Lạt trong những ngày thi vào đầu tháng 7 năm 2015.